Em nhân chào cô chú anh chị, kính chúc cô chú anh chị mình một ngày mới thật là nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc, tràn đầy năng lượng. Có một vị khách hàng hỏi em Nhân như thế này: anh có 500 triệu mà đang phân vân giữa hai chiếc xe. Một là Toyota Vigo bản số tự động xe mới, cũng tầm khoảng 400 mấy chưa được 500. Hay là chọn một chiếc Toyota Vios bản G 2022 số tự động đó. Bữa em có quay cho cô chú anh chị mình coi đó, thì không biết là chọn cái nào. Thì tài chính thì tầm khoảng cỡ 500. Đó, thì ngày hôm nay em quay video này cũng muốn là hỏi ý kiến của chú anh chị mình. Anh chị mình hãy để lại cái suy nghĩ và cái lựa chọn của mình thử coi mình sẽ chọn cái nào nếu mình được lựa chọn ha. Thì em cũng xin nói trước là gói gọn trong hai chiếc này thôi, tại vì cái chủ đề mình nó rất là rộng, không thể nào mà bàn hết được. Nhưng mà hôm nay em kết lại là hai chiếc này và tài chính tầm 500. Thì em sẽ đi quay chi tiết từng chiếc xe cho quý cô chú anh chị mình cùng coi, cùng đánh giá và mình lựa chọn coi. Giúp em Nhân giải đáp cái câu hỏi này nha cô chú anh chị. Ngay bây giờ em mời cô chú anh chị mình đi coi xe và cùng bình chọn với em Nhân ha. Dạ, thì đầu tiên em sẽ đi quay chiếc Vigo cho cô chú anh chị mình coi trước, xong em sẽ quay chiếc Vios G cho cô chú anh chị mình tiện để mình so sánh. Đây, chiếc mà em Nhân nói nè, đây là bản Vigo số tự động nha cô chú anh chị. Xe rất là nhỏ gọn, màu trắng và được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Động cơ thì là 1.2, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu luôn, và số tự động luôn nha cô chú anh chị. Đó, anh chị mình cùng đi ngắm ở bên ngoài cũng như là bên trong và những cái trang bị nội thất của em nó, để mình lấy cái cơ sở để mình so sánh. Thì giá niêm yết của em này là 405 triệu chưa lăn bánh nha. Thì lăn bánh bao gồm khuyến mãi này kia đồ xong hết, có bảo hiểm 2 chiều đầy đủ hết. Ở Hồ Chí Minh hiện nay là khoảng là 475, còn ở tỉnh sẽ thấp hơn 20 triệu nha cô chú anh chị. Chúng ta sẽ có một chiếc Toyota Vigo như thế này ha, số tự động đó. Rồi, từ từ mình coi ở ngoài trước, xong cái mình vô nội thất cùng với em Nhân đó. Thì chạy thì số tự động, dễ lái, dễ chạy, nhỏ gọn. Ưu điểm của em này theo bản thân em Nhân sẽ là rất là phù hợp để đi trong phố, di chuyển những cung đường chật hẹp nè, hay kẹt xe nè, tại vì nó sẽ tiết kiệm nhiên liệu nè. Thứ hai nữa, nó dễ xoay sở trong đường kẹt xe hay là đường chật hẹp, trong các hẻm, trong các ngõ ở những đô thị lớn. Đó, đó là cái ưu điểm của em nó nha. Rồi, bên trong này em nó được trang bị những cái gì, em mời cô chú anh chị mình cùng coi. Đây cô chú anh chị, với 405 triệu giá niêm yết thì em nó được trang bị hộp số tự động và cũng có khởi động bằng nút bấm nha, khởi động thông minh. Và kèm theo đó là cái màn hình trung tâm ở đây, hiển thị những cái thông tin cơ bản về xe, có thể mở radio, có thể kết nối Bluetooth để chúng ta nghe nhạc, cũng có thể kết nối Apple CarPlay cũng được luôn. Đó, ghế thì chất liệu là ghế nỉ nha, ghế nỉ. Thì cái form dáng ghế thì nó cũng ôm sát người, nó sẽ khác cái đời trước. Đời trước thì ghế nó nhìn nó hơi cổ điển một tí xíu, nhưng mà đời này thì đã thay đổi rồi. Mình cũng phải công nhận ha, đã thay đổi rồi. Cái tay nắm cửa đời này nó cũng thay đổi so với đời trước rồi. Hộp số thì tự động nè, cực kỳ phù hợp với quý anh chị, đặc biệt là các chị nữ. Lái xe này thì kiểu mới mua chiếc xe lần đầu, mua lần đầu cho gia đình mình, hoặc là chị nữ lái nhiều thì có thể lựa chọn em này. Đi 1, 2 năm, 3, 4 năm chúng ta đã quen rồi, đã làm chủ được chiếc xe rồi, thì chúng ta có thể mua những dòng xe cao cấp hơn cũng được. Chúng ta hãy bắt đầu từ chiếc này thử coi như thế nào. Thì em thấy rất nhiều người nổi tiếng ở trên mạng xã hội này, những người thành công, gọi là tạm thành công đi, sơ khai họ cũng đi những chiếc này của chú anh chị. Họ đi từ Vigo, từ từ họ lên những cái xe sang trọng và những cái xe đẳng cấp hơn. Sau này chúng ta hãy bắt đầu từ từ bằng chiếc này thử xem như thế nào. Đó là ý kiến cá nhân của riêng em Nhân nha. Em Nhân không phải nói để giống như là khẳng định, nhưng mà đây là cái ý kiến riêng của bản thân em Nhân muốn chia sẻ cho cô chú anh chị mình đó. Sao này cô chú anh chị, cũng khá là ổn. Đặc biệt cái đời này thì đã được nâng cấp lên cái cốp này là mở phía sau được nha, chứ ngày xưa là không mở được, rút chìa khóa vô mở hoặc là mở từ phía trước đó. Thì rất là nhỏ gọn, và cái cốp thì nó cũng tương đối là phù hợp và đủ để chúng ta đi về quê hay là chúng ta đi chơi gì đó, có thể để một hai cái vali thì cũng khá là ổn nha. Thì xe này nó cũng không có gì cô chú anh chị, nó chỉ nhiêu đó thôi. Tầm tiền này thì chúng ta không thể nào đòi hỏi thêm được. Xe này cũng có thêm cái camera lùi, cả biến lùi phía sau nha cô chú anh chị. Vigo bản G số tự động nha, màu trắng và dao liền, cô chú anh chị mình thích thì tới coi xe, ok mình lấy luôn.
làm trong vòng một nốt nhạc nha, là xong hết giấy tờ thủ tục luôn. Đó, cùng ngắm lại một lần nữa. Anh chị hãy để lại ý kiến của mình, nhận xét về xe này. Đã một tí xíu nữa anh sẽ xây quay chiếc Vios G2022 xe qua sử dụng bên em nha, để cho cô chú anh chị mình so sánh nha. Đây là xe dạng hatchback, xe con cóc ấy cô chú anh chị. Đó, anh chị mình hay nói như vậy để gọi là ngôn ngữ dân gian của mình, ngôn ngữ bình dị bình dân là xe con cóc. Đó, thì nó sẽ chung phân khúc với lại là Kia Morning nè, hoặc là i10 bản hatchback của Hyundai. Đây, đó, Kia Morning bên này cũng có nè, chiếc này đời 2019, bữa trước Tết giờ bán rồi, nhưng mà đang làm ngân hàng chắc cũng gần xong rồi. Bởi vì em nói đó, xe cũ của chị, cô chú anh chị mình mua thì nó sẽ hơi lâu, thời gian nó dài hơn qua xe mới. Rồi xe mới này đi, cho anh chị mình vay ngân hàng luôn thì lâu lắm cũng khoảng một tuần là xong. Đó là dư sức để làm. Còn nhanh là khoảng 3 ngày là xong. Đó, mà lâu là khoảng 1 tuần thôi. Còn đối với những chiếc xe này, nội nó rút gốc là 2 tuần. Rút gốc xong đi bấm biển. Bấm biển xong rồi đợi ngân hàng giải ngân. Đó, nó cũng ngót ngát cũng cả tháng trời. Chiếc này trước Tết tới giờ vẫn chưa xong nè. Anh chị mình nếu mà mua xe cũ mà vay ngân hàng thì bắt buộc phải đợi nha. Vậy phải đợi, phải chịu rồi, không có nào mà nhanh hơn được. Lâu thời gian rút gốc, và lâu nữa là đợi bấm số và giải ngân. Đó, ngân hàng nó cũng phải có quy trình của họ. Đó, còn xe mới thì nó sẽ nhanh hơn. Và kể cả của chú anh chị mình vay ngân hàng mua xe cũ nó cũng khó hơn xe mới nữa. Xe mới thì cái tỷ lệ vay nó tới 80%, còn xe cũ thì bên ngân hàng họ phải thẩm định thì vay tối đa tầm khoảng 70% thôi, không có nhiều. Và cái lãi suất nó cũng cao hơn nữa. Nói đây không phải là gì, nhưng mà để cho cô chú anh chị mình nắm, mình thủ trước tinh thần. Nếu mình mua xe cũ có vay ngân hàng thì mình phải chấp nhận cái cuộc chơi này nha cô chú anh chị. Không thể nào mà đòi hỏi khác được. Rồi, em chia sẻ thẳng thắn và thật lòng với cô chú anh chị mình. Và đây, Toyota Vios đây, bản G. Giá này, chiếc này bên em bán là 510. Đó, thì hiện nay thì giảm giá, như em tạm tính nếu mà lăn bánh ra giấy tờ hết, xong hết, cuối cùng nhận xe về thì nó tầm khoảng cỡ 515. Kia là 475, kia năm nay là 515. Vậy là nó cao hơn 25 với lại 15. 40 triệu. Đó, 40 triệu. Thì rõ ràng Vios thì nó sẽ trên cái Vigo một bậc rồi đúng không? Xe sedan đi hai chiếc này thì rõ ràng là Vios nó nằm cửa trên, đúng không cô chú anh chị? Nằm cửa trên. Nhưng mà với số tiền này chúng ta sẽ chấp nhận mua mỗi xe đã xài rồi, đã qua sử dụng rồi, đã có một chủ cũ họ đã sử dụng và họ đã bán và chúng ta mua lại ha, đã chấp nhận cái điều đó. Không phải là xe mới mà là xe qua sử dụng. Nhưng mà nhìn rõ ràng là nó sẽ sang hơn. Nó có một tí xíu gì nó đẳng cấp hơn Vigo, đúng không cô chú anh chị? Mình đi xe này thì nó cũng khá là ổn. Tuy nhiên mặt bằng chung ở Việt Nam mình, việc có ô tô cũng là một cái gì đó nó rất là xa xỉ rồi. Dù cô chú anh chị mình đi xe gì không biết, miễn có bốn bánh là thấy ngon. Đặc biệt là chúng ta chạy về quê cuối tuần hay là dịp lễ Tết mà vợ con ha chở nhau mà đi ô tô về là hàng xóm dữ đánh giá cao lắm. Đúng không cô chú anh chị? Đa số những người lập nghiệp ở Hồ Chí Minh thì đều có gốc gác ở quê, ở tỉnh. Đó, chúng ta lên đây chúng ta cố gắng, chúng ta cài bừa, rồi chúng ta mua xe, nhà cửa, cuối tuần về quê. Đó, thì mình cũng muốn nở mày nở mặt. Rồi, quay lại một lần nữa cho cô chú anh chị mình coi ở bên ngoài. Thì xe được cái thì phụ kiện này kia rồi làm đầy đủ hết rồi. Dán phim cách nhiệt, viền che mưa, chắn tay nắm cửa, trải sàn, camera hành trình. Đó, thì chiếc này mua về thì cô chú anh chị mình được cái là không cần phải làm cái gì, mà chỉ cần làm giấy tờ thôi. Sang tên, đóng thuế 2%. Đó, thì cái giá em nhân báo tầm khoảng 515 hồi nãy là xong hết giấy tờ cho cô chú anh chị mình luôn á, là ra giấy luôn. Đó, tùy cái đó nha, ở tỉnh xa tỉnh gần nữa, ví dụ Hồ Chí Minh thì ok, còn ở tỉnh xa xa thì em phải bắt buộc phải có chi phí thêm để anh em đi làm giấy tờ. Đó, nó rõ cho cô chú anh chị mình. Thì những cái giá em nhân báo hay là hay báo những tỉnh gần gần hoặc là Hồ Chí Minh nha. Đó, còn ở tỉnh xa thì bắt buộc phải thêm chi phí rồi. Đó là vấn đề em nhân muốn chia sẻ thẳng để cho cô chú anh chị mình lỡ mà có tham khảo giá em nhân báo khác giá so với trên video clip. Đó là vấn đề là như vậy thôi, không có gì. Làm sẵn hết rồi, đầy đủ hết rồi, anh chị mình không cần phải làm cái gì phụ kiện. Thì ở đây em cũng chia sẻ là những cái xe cũ bên em thì cam kết chất lượng cho cô chú anh chị mình. Mình không cần phải lăng tăng về chất lượng đâu. Có sự cam kết cũng như là còn bảo hành, bảo hành của chính hãng nha, bảo hành của chính hãng. Đó, cái nội thất này thì hơn kia, cái này là ghế da rồi, cái kia là ghế nỉ với lại màu kem thì thấy nó sáng hơn. Là tiền nào của nấy thôi cô chú anh chị, tiền nào của nấy thôi. Quan trọng là cái sự lựa chọn của chú anh chị mình chọn cái gì mình
cần à, chứ thích thì mình nhiều rồi à, thích thì cái gì ai cũng thích, nhưng mà thật sự nó phù hợp và nó cần với mình thì nó là vấn đề. Và quan trọng là anh chị mình à, nhận thức được cái nào cần với mình, cái nào phù hợp với mình thôi đó. Thì em cũng mong muốn nhận được sự à, góp ý cũng như là ý kiến của chú anh chị về hai dòng xe này. Theo anh chị mình sẽ chọn xe nào đó, để em Nhân mở mang kiến thức, để sau này em Nhân có đủ cái kiến thức để có thể à, dựa vào những ý kiến góp ý của chú anh chị mình à, trong quá trình tư vấn khách hàng thì sẽ chính xác hơn và chuẩn hơn đó. Thì em xin nhắc lại là trong nội bộ chỉ hai chiếc này thôi nha à, chứ anh chị so sánh và xa hơn những xe dòng khác hay là xe hãng khác thì thôi à, cái đó thì nó quá xa với em Nhân rồi. Thực tế là chỉ ở đây hai chiếc này và gói gọn chủ đề mình trong hai chiếc này thôi, 515 và 475. Anh chị mình sẽ chọn chiếc nào nếu mình có tài chính tầm khoảng 500. Em nói thật, nói tầm tài chính 500 thì ví dụ lên xuống từng 5-10 triệu thì đó thì mình cũng có thể xoay sở được, đúng không cô chú anh chị à, chứ không phải là à, đã có tầm 500 rồi thì à, à, việc mình lên xuống từng 5-10 triệu thì chuyện đó anh chị mình chắc có thể xoay sở được, đúng không à, tầm khoảng đó cho anh chị mình nắm. Rồi anh chị mình nhớ để lại ý kiến nha. Em hy vọng rằng sẽ clip này sẽ là clip nhiều comment của cô chú anh chị mình nhất à, em Nhân xin kính chào và hàm cả lại cô chú anh chị mình ha. Rồi để lại ý kiến và cần thêm chi tiết thì cứ alo hẳn cho em Nhân, có số điện thoại trên này. Anh chị mình cần mua những dòng xe khác ngoài hai chiếc này em Nhân vẫn có cho cô chú anh chị mình. Em xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị.